Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm món bánh tiêu. Và để làm món bánh tiêu này thì mình đã chuẩn bị ở đây là các nguyên liệu: 200g bột mì. Mình sử dụng bột mì đa dụng. Nếu các bạn có bột mì số 11 thì sử dụng nha, nó sẽ ngon hơn. 100ml sữa tươi không đường, 40g đường, 1/3 muỗng cà phê muối, 20g mè trắng, nửa muỗng cà phê men khô. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm thôi. Sữa này thì mình sẽ đem đi đun cho nó hơi sôi lăn tăn lên nha các bạn. Mình đun với lửa nhỏ, sôi hơi viền mép như thế này là được rồi. Mình sẽ bắt xuống cho nó hơi nguội lại một chút xíu, nó còn ấm ấm đó. Bột mì mình trộn với men, muối, đường. Muối và men mình phải để hai bên, không để gần nhau nha các bạn. Và mình trộn đều lên. Mình cho vào đây thêm khoảng 2/3 muỗng cà phê men nữa nha các bạn. Rồi sau đó mình trộn đều lên. Và mình sẽ cho từ từ cái phần sữa mình đã đun hơi ấm ấm đó vào nha. Sữa phải còn hơi ấm ấm nha các bạn. Mình cho từ từ sữa vào như thế này, mình trộn đều lên. Rồi sau đó mình dùng bọc mà bao tay đó, mình dùng tay mình nhồi cho nó tạo thành một khối. Sau khi tạo thành một khối rồi thì mình sẽ lấy ra mình để lên trên cái miếng nhồi bột để mình nhồi cho nó thật là mịn màng. Tay mình rửa thiệt là sạch, sau đó mình sẽ tiến hành nhồi bột nha các bạn. Mình nhồi bột khoảng chừng 15 đến 20 phút cho cái phần bột của mình nó đạt được cái độ đàn hồi cũng như là nó dai ngon. Trong quá trình này là các bạn phải nhào thiệt là nhiệt tình nha. Có tức giận buồn bực gì thì cứ cho vô đây mình nhào hết. Cái phần bột của mình khi ấn lại á, ấn nhưng mà nó lại trở về trạng thái ban đầu thì cái phần bột của mình nó đã đạt rồi đó các bạn. Như vậy là ngon lắm rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đem đi ủ nha. Bột mình như vậy cũng được rồi nè. Mình cho vào tô để mình ủ nha các bạn. Bọc màng thực phẩm lại. Rồi mình ủ ở nơi kín gió từ 2 đến 3 giờ cho bột nở gấp đôi là được. Rồi bột mình đã ủ được 3 giờ đồng hồ nè. Nó đã nở gấp đôi rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra và mình nhào sơ lại nha các bạn. Nhào sơ xong thì mình sẽ tiến hành chia bột ra thành những cái khối bột vừa mình muốn ăn bự hay thì mình chia bự, còn muốn ăn cái những cái bánh tiêu nhỏ nhỏ thì mình sẽ chia ra thiệt là nhỏ luôn nha. Bột thì mình vo vo tròn nó lại như thế này, rồi mình sẽ lăn đều nó vậy nha các bạn, cho nó tròn đó. Đó, nhìn rất ngon rồi đó. Tương tự thì mình làm cho đến hết cái phần bột nha. Sau khi làm xong thì mình sẽ lăn cái bột này qua cái phần mè của mình cho nó dính đều hết các mặt của phần bột. Mình dùng đồ cán mình cán cho cái phần bột nó dẹp ra như thế này nha các bạn. Nó tạo hình thành hình tròn như thế này. Để mà một chút xíu thì mình sẽ chiên bánh. Rồi đây là những miếng bột mình đã cán xong rồi. Bây giờ mình sẽ để cho phần bột nó nghỉ khoảng 5 phút nha các bạn. Rồi sau đó mình mới đem bánh đi chiên để bánh được ngon hơn. Dầu đã nóng già thì mình cho bánh vào mình chiên nha các bạn. Lúc này thì các bạn để lửa nhỏ vừa hoặc là lửa vừa thôi nha. Đừng để lửa lớn quá thì cái bánh của mình nó bị cháy khét á. Các bạn có thể thấy cái phần bánh của mình nó dần dần nó phì lên như thế này nè các bạn. Nhìn rất là ngon luôn ha. Y như cái bong bóng nè. Bong bóng nước. Và tương tự thì mình sẽ chiên hết cái phần bột nha các bạn.
Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã làm xong món bánh riêu rồi. Một món ăn vặt cực kỳ ngon và đơn giản. Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã làm xong món bánh riêu rồi đó các bạn. Ở đây thì mình chỉ còn có 3 cái thôi. Do cái đầu thì mình chiên thì nó có một số loại kỹ thuật nên nó đã không có phồng lên đó các bạn. Đó là do mình sử dụng cái chảo hơi nhỏ và lượng dầu hơi ít nên mình chiên ra bánh không có phồng được đó. Và mình cán hơi dày nữa đó các bạn, bởi vì nó sẽ không có phồng lên được nhiều. Như các bạn có thể thấy cái bánh này nè, nó vẫn phồng nhưng mà do là mình cán nó dày quá đó, cái bánh nó phồng không có được nhiều nhiều như hai cái bánh này. Hai cái bánh này nó phồng quá trời bự luôn nè các bạn. Đó là bánh này tưởng chừng như đơn giản nhưng mà mình đã làm rất thất bại nhiều lần đó các bạn. May mắn là lần này mình đã làm thành công rồi nè, do là mình điều chỉnh lượng dầu với lại cái chảo mình sử dụng đó. Mình thay cái chảo bằng cái nồi nhỏ, mình đổ dầu vô để cho vừa tiết kiệm được lượng dầu nhưng mà vẫn đủ để mình chiên được cái bánh các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử một cái nha. Mình xem cái này giống hình trái tim ha, còn nóng lắm luôn á các bạn. Các bạn có thể thấy cái phần ở trong nó rất là lỏng vỏ luôn nè. Ồ, lỏng nè, ruột nó lỏng á các bạn. Nó lộn. Nhưng vẫn có bánh nè. Còn dưới thì hơi mỏng, còn trên thì nó dày ha. Nhìn rất là ngon lắm nha. Cái này mà mình bỏ bánh bò vô mình ăn cũng rất là ngon. Hoặc mình vì làm nhân bỏ vào ăn cũng ngon lắm đó các bạn. Đây các bạn có thể thấy bánh của mình rất là ngon quá. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng nha. Các bạn ha, các bạn ơi, bánh của mình thì ăn vào thì mình đầu tiên là mình cảm nhận có cái hương thơm mè rất là ngon, hơi thơm của sữa nữa. Và ăn cái phần của bánh thì ăn rất là ngon, mềm xốp. Và ở ngoài này là mình chiên nó hơi vàng quá đó, nó già, nó giòn quá các bạn, rất là ngon luôn, thơm mùi sữa nữa và béo béo của sữa nữa đó các bạn. Quý vị ăn rất là vừa phải luôn. Rất là ngon, ngọt vừa, nó không quá ngọt đâu các bạn. Rất là ngon luôn á. Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã làm xong món bánh tiêu rồi. Tuy là mình đã làm thất bại rất nhiều lần nhưng mình cuối cùng mình đã làm được rồi đó các bạn. Những lần trước thì nhầm đốt thì mình làm cái vòng bột của mình nó không nở nhiều, và nhầm khi thì lại nó không, khi mình chiên thì nó không có phồng bánh. Và để mình chiên phồng bánh thì mình đã biết được là nếu mà mình cán bánh nó bự á, cái bánh mình bự thì mình phải sử dụng cái lượng dầu đủ nhiều, cũng như lựa chọn cái vật dụng để mình chiên bánh phải thật là hợp lý thì cái phần bánh của mình nó mới phồng lên đó các bạn. Rồi mình còn vài loại kỹ thuật nhưng mà mình đã làm được. Mình chúc các bạn cũng sẽ làm thành công và có một món bánh tiêu thật là ngon nha. Mình chân thành cảm ơn các bạn đã xem hết video, chúc các bạn làm thành công, bye bye. Và nếu bạn thấy thích video thì hãy cho mình một like và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết. Và nếu bạn chưa là thành viên của kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh, kèm theo cái chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới trên kênh nha. Mình chân thành cảm ơn các bạn.